Khi vào khu vực Cesare Philip, Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Các môn đồ thưa: một số người nói là Giăng Báp-tít, một số khác nói là Ê-li, một số khác nữa thì cho là Giê-rê-mi hay là một trong các nhà tiên tri. Ngài phán rằng: còn các con thì nói ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Giêsu phán với người: hỡi Simon con Giô-na, phước cho con, vì không phải thịt và máu bày tỏ điều này cho con, mà là Cha ta ở trên trời. Còn ta bảo con rằng, con là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Rồi Ngài nghiêm cấm các môn đồ nói cho ai biết Ngài là Đấng Christ.